Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các huyện Văn Tang, Khoai Châu, Kim Động. Kiểm tra tại khu vực kè Phú Mỹ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý đê điều và huyện Kim Động đưa ra phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình đê kè, bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nhất là các hộ nuôi thả thủy sản, sẵn sàng vật tư, con người để có phương án xử lý kịp thời, ứng phó với diễn biến của bão số 3. Các hợp tác xã, nhà vườn, trang trại thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ hoa màu, tài sản. Hiện tại, hệ thống thủy lợi tại một số khu cụm công nghiệp chưa hoàn chỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần lên phương án tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về máy móc, kho xưởng. Trực tiếp kiểm tra vận hành tại hai trạm bơm tiêu Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu và trạm bơm tiêu Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, đồng chí Trần Quốc Toản yêu cầu hai huyện triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, phối hợp với ngành điện ưu tiên cung ứng điện để kịp thời bơm tiêu thoát nước, tránh tình trạng ngập úng gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, nạo vét lưu thông dòng chảy và huy động các máy bơm dã chiến sẵn sàng ứng phó với mưa bão, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi.